Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Hôm nay thứ hai ngày 26 tháng 9, chương trình Thời sự tối nay có những nội dung chính sau đây. Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Chuyến công tác của đoàn lãnh đạo tỉnh Thái Bình tại Hàn Quốc đã kết thúc và thành công tốt đẹp, hứa hẹn nhiều triển vọng hợp tác giữa tỉnh Thái Bình với các đối tác Hàn Quốc. Cùng hành động để thay đổi thế giới là chủ đề của chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022. Lễ ra quân hưởng ứng đã diễn ra vào sáng nay tại trường Trung học phổ thông Đông Tiền Hải. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Tại điểm cầu tỉnh Thái Bình, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự hội nghị. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tổng kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022 được Quốc hội quyết định tại các nghị quyết của Quốc hội là trên 542.000 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách trung ương là 222.000 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương là trên 304.000 tỷ đồng, vốn chương trình mục tiêu quốc gia năm 2021 chuyển nguồn sang năm 2022 là 16.000 tỷ đồng. Ngay từ đầu năm, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều nghị quyết, công điện, văn bản chỉ đạo quyết liệt thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công. Tại Thái Bình, 9 tháng qua tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 83% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao, đứng thứ tư cả nước về giải ngân vốn đầu tư công. Tuy nhiên, đến nay tiến độ giải ngân ở một số bộ ngành địa phương còn rất thấp. Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, đây là việc khó, vướng mắc nhiều năm, vì vậy Chính phủ luôn ưu tiên giải quyết công việc này. Thủ tướng biểu dương một số bộ ngành địa phương, trong đó có tỉnh Thái Bình, đã chủ động làm và giải ngân tốt, đồng thời phê bình các bộ ngành địa phương giải ngân dưới mức trung bình cả nước. Thủ tướng nhấn mạnh, càng khó khăn, càng phức tạp, càng phải bản lĩnh, phát huy trí tuệ, dân chủ, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, đòi hỏi có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động phải quyết liệt hơn. Thủ tướng yêu cầu đề cao vai trò trách nhiệm Bộ trưởng, Thủ trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, các bộ ngành địa phương tự rà soát điều chỉnh danh mục, công tác chuẩn bị đầu tư, thấy gì chưa được, thấy gì cần chỉ đạo, phân công, để bảo đảm tuân thủ luật pháp, tránh tham nhũng tiêu cực. Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu đề xuất điều chỉnh vốn từ địa phương này sang địa phương khác, từ bộ này sang bộ khác, cũng như trong nội bộ nếu không làm được. Các bộ ngành địa phương thành lập các tổ công tác để rà soát đôn đốc công việc. Bộ ngành địa phương nào chưa làm tốt thì phải khiêm tốn cầu thị, học hỏi, đề ra các nhiệm vụ cụ thể để đánh giá kiểm điểm theo từng tháng. Thưa quý vị và các bạn, chuyến công tác của đoàn lãnh đạo tỉnh Thái Bình tại Hàn Quốc đã kết thúc và thành công tốt đẹp. Với lịch trình làm việc dày đặc để tận dụng tối đa cơ hội giới thiệu tiềm năng của tỉnh cũng như thu hút đầu tư, đoàn công tác của tỉnh đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và có nhiều kết quả ngoài mong đợi, hứa hẹn nhiều triển vọng hợp tác giữa tỉnh Thái Bình với các đối tác Hàn Quốc. Điều đặc biệt của chuyến công tác của đoàn lãnh đạo tỉnh Thái Bình tại Hàn Quốc từ ngày 19 đến ngày 23 tháng 9 năm 2022, đúng vào dịp hai nước Việt Nam Hàn Quốc chuẩn bị kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và có nhiều hoạt động giữa hai nước đang diễn ra. Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc, đoàn công tác của tỉnh Thái Bình đã có nhiều hoạt động quan trọng và đó được coi là bước ngoặt và tiền đề cho các mối quan hệ hợp tác lâu dài sau này. Trong đó có thể kể đến việc khai trương văn phòng xúc tiến đầu tư vào tỉnh Thái Bình tại Hàn Quốc. Văn phòng này sẽ giúp giới thiệu cái cơ chế chính sách cũng như là cái tiềm năng, lợi thế, cơ hội của tỉnh Thái Bình với bạn một cách nhanh nhất. Thế và hỗ trợ các nhà đầu tư Hàn Quốc các thủ tục mà đầu tư tại Thái Bình tại Hàn Quốc. Cùng với khai trương văn phòng xúc tiến đầu tư vào tỉnh Thái Bình tại Hàn Quốc là các hoạt động như tham gia hội nghị kết nối đầu tư Việt Nam Hàn Quốc và đặc biệt là tỉnh Thái Bình đã phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc và Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư vào tỉnh Thái Bình với sự tham gia của gần 100 doanh nghiệp Hàn Quốc. Đây là sự kiện có quy mô lớn nhất từ trước đến nay mà tỉnh Thái Bình phối hợp tổ chức tại nước ngoài. Tại hội nghị do tổ chức COCHA của Hàn Quốc tổ chức thì Thái Bình giới thiệu được những tiềm năng, cơ hội hợp tác đầu tư của tỉnh Thái Bình với các nhà đầu tư Hàn Quốc. Thế và bạn cũng rất là mong đợi là được về tìm hiểu trực tiếp tại tỉnh Thái Bình để tạo ra một cái cơ hội mới trong hợp tác đầu tư. Và hai hội nghị này đều có khoảng gần 100 doanh nghiệp Hàn Quốc đến tham dự, cũng như là các tổ chức rồi các nhà đầu tư. Tại hội nghị bạn đã chủ động
đưa ra các cái đề nghị để hợp tác, như là đề nghị là hợp tác về lao động, rồi trao đổi sản phẩm để đến tay người dân, người tiêu dùng, giảm bớt các cầu mốc trung gian. Tôi biết về Thái Bình thông qua chuyến làm việc của Ngài Chủ tịch tỉnh Thái Bình sang Hàn Quốc năm 2021. Từ khi biết về tỉnh, tôi nhận thấy ở đây có rất nhiều tiềm năng, đặc biệt là nguồn nhân lực. Tôi đã tin tưởng vào những cam kết của Ngài Chủ tịch tỉnh khi sang tìm hiểu tại Thái Bình. Và thực sự, tôi đã nhận được sự hỗ trợ để tìm hiểu chính sách pháp luật, chế độ và hướng dẫn thủ tục đầu tư rất nhanh chóng và chi tiết. Chính vì thế, chúng tôi đã quyết định đầu tư vào tỉnh Thái Bình. Trong khuôn khổ chuyến công tác, đoàn lãnh đạo tỉnh Thái Bình đã đến thăm và làm việc trực tiếp với một số doanh nghiệp tập đoàn kinh tế lớn của Hàn Quốc. Đặc biệt đã đến thăm và làm việc với lãnh đạo chính quyền hai tỉnh, Gyeong Sang-guk và Chung Cheong-guk. Đây là các tỉnh có nhiều doanh nghiệp tập đoàn lớn của Hàn Quốc. Với mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam-Hàn Quốc suốt 30 năm qua, và quan trọng nữa là những nét văn hóa có nhiều tương đồng giữa tỉnh Thái Bình với hai tỉnh Gyeong Sang-guk và Chung Cheong-guk, lãnh đạo các bên đã cởi mở trao đổi nhiều vấn đề quan trọng, thông tin cho nhau về tình hình kinh tế xã hội, tiềm năng, cơ hội hợp tác của mỗi bên, để từ đó không chỉ xây dựng mối quan hệ hợp tác giữa tỉnh Thái Bình với hai tỉnh, mà còn là cầu nối để các doanh nghiệp ở mỗi địa phương có thể tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư. Hai tỉnh Gyeong Sang-guk và tỉnh Chung Cheong-guk đều là những tỉnh phát triển công nghiệp rất là mạnh. Thế và có nhiều nhà đầu tư nổi tiếng của Hàn Quốc đầu tư tại các tỉnh này. Bạn cũng đề nghị là tại cái hội nghị này thì sau đó sẽ về bố trí được về thăm làm việc tại tỉnh, cũng như là ký được cái biên bản ghi nhớ hợp tác giữa địa phương của hai địa phương của Hàn Quốc và tỉnh Thái Bình. Sau cái chuyến xúc tiến từ này thì ban quản lý khu kinh tế chúng tôi cũng sẽ phối hợp chặt chẽ với trung tâm xúc tiến của tỉnh và các ngành liên quan, một là tăng cường các cái giữ cái liên lạc với văn phòng Corades Thái Bình tại Hàn Quốc để chúng ta kịp thời cung cấp thông tin, giải đáp những cái yêu cầu của các doanh nghiệp Hàn Quốc, tích cực hỗ trợ đồng hành cùng với nhà đầu tư Hàn Quốc khi các bạn đến để mà khảo sát nghiên cứu đầu tư tại Thái Bình. Với sự ủng hộ, sự quan tâm và hỗ trợ từ lãnh đạo tỉnh Thái Bình, chúng tôi đã làm việc với một số các doanh nghiệp, tập đoàn đã đang khảo sát tích cực tại khu công nghiệp của chúng tôi. Hy vọng rằng sau chuyến công tác lần này sẽ có rất nhiều các doanh nghiệp, các tập đoàn của Hàn Quốc đến khảo sát, tìm hiểu và lựa chọn khu công nghiệp Liên Hà Thái làm địa điểm đầu tư. Chúng tôi cam kết sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp Hàn Quốc và tất cả các doanh nghiệp khi đến tìm hiểu, nghiên cứu đầu tư tại khu công nghiệp của chúng tôi. Kết thúc chuyến thăm, đã có nhiều thỏa thuận được ký kết và giữa tỉnh Thái Bình và tỉnh Chung Cheong-guk đã thống nhất sẽ thiết lập đầu mối để trao đổi các nội dung hợp tác trong thời gian tới. Với những kết quả đạt được của đoàn công tác tỉnh Thái Bình tại Hàn Quốc sẽ mở ra nhiều cơ hội để các doanh nghiệp Hàn Quốc đến Thái Bình đầu tư, mở ra cơ hội hợp tác giữa các doanh nghiệp Hàn Quốc với doanh nghiệp Thái Bình, góp phần củng cố thêm mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam Hàn Quốc. 9 tháng năm nay, tổng giá trị sản xuất công nghiệp tiêu thụ công nghiệp toàn huyện Hưng Hà ước đạt 5.400 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, một số ngành hàng có mức tăng trưởng khá như dệt may, đồ gỗ dân dụng, chế biến tre, nứa, chế biến lương thực thực phẩm. Đã có nhiều nhà đầu tư đăng ký sản xuất vào cụm công nghiệp Hưng Nhân và Đức Hiệp, trong đó có hai doanh nghiệp nước ngoài với tổng mức đầu tư 24 triệu đô la Mỹ. Ba dự án đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng với tổng mức đầu tư 265 tỷ đồng. Hiện nay Hưng Hà đã và đang tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo chuyển biến tích cực giữa cơ quan hành chính với doanh nghiệp công dân nhằm khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia đầu tư sản xuất kinh doanh, cung cấp kịp thời đầy đủ chính xác các thông tin kinh tế xã hội, quy hoạch, định hướng thu hút đầu tư để các đơn vị doanh nghiệp yên tâm đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Sáng nay, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý tư. Đại tá Nguyễn Ngọc Tuệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Trong quý 3, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã lãnh đạo chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác quốc phòng quân sự địa phương. Nổi bật là tham mưu cho tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở ngành, đoàn thể làm tốt công tác chuẩn bị cho diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Thái Bình năm 2022. Các đảng bộ chi bộ trực thuộc hoàn thành 100% chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị
và bước đầu đã chỉ đạo rà soát nguồn sẵn sàng nhập ngũ năm 2023 và tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Hội nghị đã biểu quyết nhất trí với 5 nhiệm vụ trọng tâm quý 4, trong đó ưu tiên cao nhất cho nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, dự kiến diễn ra vào 3 ngày, 12, 13 và 14 tháng 10. Trong lĩnh vực nông nghiệp, những năm gần đây, huyện Kiến Sương đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, qua đó góp phần tiết kiệm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế cũng như thu nhập cho nông dân. Những công nghệ hiện đại như sử dụng thiết bị bay không người lái để phun thuốc phòng trừ sâu bệnh được mở rộng tại huyện Kiến Sương. Diện tích lúa sử dụng thiết bị bay để phòng trừ sâu bệnh ở địa phương này nhiều nhất tỉnh, tập trung ở các hộ tích tụ ruộng đất và các xã quy vùng sản xuất như xã Minh Tân, Bình Minh, Bình Thanh, Bình Định. Cùng với đó, thời gian qua, Kiến Sương nhân rộng mô hình nông nghiệp công nghệ cao trồng dưa lưới trong nhà màng tại các xã Thanh Tân, Bình Định, Vũ Lễ. Với mô hình này, nông dân chủ động trong sản xuất, khắc phục được tính mùa vụ, giảm sự lệ thuộc vào thời tiết, khí hậu, đáp ứng nhu cầu thị trường về chất lượng nông sản. Thưa quý vị và các bạn, nhằm giúp nông dân thay đổi từ phương thức nuôi truyền thống sang nuôi theo hướng an toàn sinh học cho giá trị kinh tế cao, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Thái Bình đã triển khai mô hình nuôi gà Relay thương phẩm an toàn theo chuỗi. Mô hình bước đầu mang lại hiệu quả, tạo động lực để nông dân tiếp tục đầu tư phát triển chăn nuôi theo hướng bền vững. Tháng 5 vừa qua, gia đình ông Thước được Chi cục Chăn nuôi và Thú y Thái Bình hỗ trợ 1.000 con gà giống Relay, cùng với một phần chi phí mua thức ăn cho đàn gà. Đặc biệt tham gia mô hình, nhờ tuân thủ theo đúng quy trình nuôi theo hướng an toàn sinh học, nên đàn gà khỏe mạnh, tỷ lệ sống cao. Chúng tôi là vào một loạt, và thứ nhất là hai nữa là ra một loạt và giờ chăm sóc một cách là nó bài bản. Phía trước thì chúng tôi nhiều khi vào nó gối nó không theo cái quy trình, nó nhiều cái dịch bệnh. Mặc dù chăn nuôi gà tại Thái Bình đang phát triển mạnh, song hiện nay hình thức nuôi vẫn nhỏ lẻ, chưa hình thành nhiều chuỗi liên kết. Chi cục Chăn nuôi và Thú y xây dựng và triển khai mô hình chăn nuôi gà Relay thương phẩm an toàn theo chuỗi tại 6 hộ chăn nuôi ở huyện Thái Thủy với quy mô 18.000 con gà. Cùng với việc hướng dẫn kỹ thuật, chi cục định hướng các hộ liên kết theo hình thức thành lập tổ hợp tác, nâng cao hiệu quả chăn nuôi. Chi cục Chăn nuôi của tỉnh về thì có hướng bọn tôi đến nuôi chăn nuôi theo quy mô theo chuỗi để có kết quả kinh tế nó tốt hơn. Trong đó là tập hợp tất cả những người nuôi cùng mình lại. Thì là đi bắt giống rồi con giống rồi thức ăn rồi nói chung là có kết hợp với nhau được. Thì đang hướng tới đấy thì nó sẽ hiệu quả kinh tế nó cao hơn. Sau 4 tháng triển khai, qua đánh giá tại các mô hình, đàn gà có tỷ lệ nuôi sống đến lúc xuất bán đạt 97%, cao hơn 2% so với các hộ không tham gia mô hình. Trọng lượng xuất bán đạt trung bình 2,3 kg một con. Với giá bán hiện tại 80.000 đồng một kg, người chăn nuôi trong mô hình thu lãi 30.000 đồng một kg. Với mô hình này thì chúng tôi đã đưa những cái con giống có chất lượng, có uy tín đến để vào thực hiện mô hình. Cùng với đó là cái về cái quy trình kỹ thuật, về thức ăn, về chế độ chăm sóc dinh dưỡng và chế độ vaccine là chúng tôi yêu cầu tất cả các hộ phải tuân thủ đúng quy trình. Và cái thứ nữa là chúng tôi cùng với các hộ là tìm tạo những mối liên kết tiêu thụ sản phẩm đầu ra. Với những hiệu quả bước đầu sẽ là tiền đề để người chăn nuôi thay đổi cách làm, chuyển dần từ cách chăn nuôi gà truyền thống nhỏ lẻ sang phương thức chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học nhằm hạn chế được dịch bệnh, đồng thời giải quyết được những khó khăn trong khâu tiêu thụ sản phẩm, nâng cao hiệu quả sản xuất. Sau đây là tin bão khẩn cấp cơn bão số 4. Hồi 16 giờ chiều nay, vị trí tâm bão ở trên vùng biển phía đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 580 km về phía đông. Cường độ bão mạnh cấp 12-13, giật cấp 15. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây và có xu hướng mạnh thêm. Đến 16 giờ ngày mai, vị trí tâm bão cách Đà Nẵng khoảng 320 km, cách Quảng Nam khoảng 270 km, cách Quảng Ngãi khoảng 260 km về phía đông. Cường độ bão rất mạnh, đạt cấp 13, cấp 14, giật cấp 16. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, đi vào đất liền Trung Trung Bộ, sau đó đi sâu vào đất liền và suy yếu dần. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía nam khu vực Bắc Biển Đông và giữa Biển Đông có mưa bão, vùng gần tâm bão cấp 12, cấp 14, giật cấp 16, sóng biển cao từ 9 đến 11 mét, biển động dữ dội. Để chủ động ứng phó với diễn biến của bão, mưa lớn, dông, lốc, sét, gió giật mạnh,
Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Bình ban hành công điện khẩn số 15, yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp các ngành. 1. Thực hiện nghiêm công điện số 14 và công văn số 104 của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh. 2. Theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của bão, thông báo cho chủ các phương tiện tàu thuyền và thuyền trưởng các cấp chính quyền người dân biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn cho người và tài sản. 3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo các xã, phường, thị trấn, hợp tác xã nông nghiệp hạ thấp tối đa mực nước trong kênh mương nội đồng, kể cả mực nước, mặt ruộng để phòng úng cho lúa, hoa màu và các khu vực trũng thấp, khu công nghiệp, đô thị, dân cư tập trung, chủ động thu hoạch một số diện tích lúa mùa trà sớm, hoa màu có thể thu hoạch được. 4. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Bắc và Nam Thái Bình cử cán bộ thường trực 24/24 giờ theo dõi mực nước, triển khai các biện pháp phòng úng ở mức cao nhất, chủ động vận hành các trạm bơm để kịp thời tiêu úng cho các khu vực bị ngập úng cục bộ. 5. Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh. Sáng nay, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, nhà trường và đại diện các tổ chức cá nhân đơn vị đã động viên em Đặng Lê Nguyên Vũ sẵn sàng cho trận chung kết cuộc thi đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22 đạt kết quả cao nhất. Đặng Lê Nguyên Vũ đã xuất sắc giành giải nhất cuộc thi tuần 1, tháng 1 và quý 1 với số điểm lần lượt là 250, 250 và 300 điểm. Đặc biệt ở cuộc thi quý, với phong độ thi đấu tốt cùng chiến thuật hợp lý, em đã vượt qua 3 nhà leo núi khác, trở thành thí sinh đầu tiên góp mặt trong trận chung kết năm sẽ diễn ra vào ngày 2 tháng 10 sắp tới. Đây cũng là lần đầu tiên được VTV tổ chức cầu truyền hình chung kết đường lên đỉnh Olympia tại Thái Bình. Với sự quan tâm từ ban giám hiệu nhà trường, gia đình, bạn bè cũng như sự động viên kịp thời của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, đây sẽ là niềm cổ vũ lớn lao để em Đặng Lê Nguyên Vũ vững tin bước vào trận chung kết đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22 đạt kết quả cao nhất. Sáng nay tại trường Trung học Phổ thông Đông Tiền Hải, huyện Tiền Hải, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức lễ ra quân hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn. Với chủ đề cùng hành động để thay đổi thế giới, chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn là dịp lan tỏa tới cộng đồng các hoạt động vì môi trường. Bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực như thực hiện đồng loạt các hoạt động ra quân làm sạch môi trường tại các địa bàn dân cư, giải quyết các vấn đề ô nhiễm môi trường gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân, kiểm soát chặt chẽ các khu vực tập trung nhiều nguồn thải, các điểm nóng về ô nhiễm môi trường. Sau cái cuộc hưởng ứng này thì nhà trường tiếp tục phát động và nâng cao ý thức hơn nữa cho các em học sinh và cán bộ giáo viên công nhân viên và tích cực tham gia các cái phong trào vận động và các cái tổ chức các cái cuộc thi tìm hiểu về môi trường. Ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, cạn kiệt tài nguyên đang là những vấn đề mang tính toàn cầu. Mỗi hành động dù nhỏ trong việc tự giác bảo vệ môi trường và giữ gìn môi trường xung quanh mang ý nghĩa lớn. Từ phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, các cơ sở giáo dục tại Thái Bình cùng thi đua trường lớp sạch đẹp để mỗi ngày đến trường thực sự là một ngày vui. Theo chúng em nhận thấy thì cái chương trình này có ý nghĩa là giúp chúng em có thể nâng cao nhận thức hơn về việc là tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường. Và sau cái chương trình này thì chúng em sẽ có cảm hứng hơn cho việc làm được những công việc nhỏ, ví dụ như là dọn dẹp vệ sinh môi trường sống mình ở và tham gia các sinh hoạt làng xã trong việc bảo vệ môi trường. Thay đổi nhận thức và hành động thiết thực bảo vệ môi trường hàng ngày sẽ góp phần giảm bớt gánh nặng cho thiên nhiên và môi trường, xây dựng quê hương ngày càng xanh sạch đẹp. Đó cũng chính là đảm bảo cho tương lai của chúng ta và các thế hệ mai sau phát triển bền vững. Bên cạnh việc nâng cao chất lượng dạy và học, công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại các bếp ăn bán trú được các trường học đặc biệt quan tâm. Các bếp ăn được đầu tư đảm bảo vệ sinh an toàn và đầy đủ chất dinh dưỡng, từ đó giúp học sinh nâng cao sức khỏe và mỗi bậc phụ huynh đều yên tâm hơn khi con ở lại trường. Năm học này, trường Mầm non Thụy Hà, huyện Thái Thụy có trên 400 trẻ. Để phục vụ tốt bữa ăn bán trú, nhà trường bố trí nhân viên nấu ăn, phục vụ riêng. Cùng với đó, hệ thống bếp ăn một chiều với đồ dùng, dụng cụ nhà bếp được đầu tư hiện đại, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Thực đơn các bữa ăn cũng đa dạng, được thay đổi hàng ngày, giúp trẻ hào hứng với các bữa ăn tại trường. Ngay từ đầu năm học, nhà trường đã phối hợp với các bậc phụ huynh lựa chọn những nhà cung cấp thực phẩm uy tín, chất lượng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đáp ứng cái nhu cầu dinh dưỡng của trẻ trên một ngày. Nhà trường sử dụng phần mềm Nutrion để tính khẩu phần và sử dụng sữa học đường cho trẻ uống trong ngày.
Bên cạnh sự đầu tư về cơ sở vật chất, vấn đề kiểm soát nguồn nguyên liệu đầu vào cũng được nhà trường và các bậc phụ huynh đặc biệt quan tâm. Đều đặn vào các đầu giờ sáng, đại diện ban giám hiệu nhà trường và đại diện phụ huynh tiến hành kiểm tra chất lượng thực phẩm của đơn vị cung ứng để đảm bảo chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm trong mỗi bữa ăn của trẻ. Hàng ngày có khoảng 7:30-8 giờ chúng tôi sẽ kiểm tra toàn bộ thức ăn mang đến đây, kiểm tra thời thịt này, rau này, đúng vệ sinh an toàn thực phẩm. Chúng tôi đi kiểm tra này rất tin tưởng và rất là khách quan. Còn tại trường tiểu học và trung học cơ sở Thái Thịnh, bữa ăn ngon miệng của các bạn học sinh là kết quả từ sự chuẩn bị kỹ lưỡng của nhà trường trong việc tổ chức bữa ăn bán trú. Với việc thực hiện nghiêm các quy định về an toàn thực phẩm đã giúp số lượng học sinh bán trú tại trường luôn tăng theo các năm. Chúng tôi đã lựa chọn những giáo viên có trách nhiệm để phụ trách cái ăn bán trú. Còn về cô nuôi, chúng tôi đã hợp đồng với lại cô nuôi và cô nuôi thì phải được đi qua lớp tập huấn và có chứng chỉ. Về vệ sinh thì thường hàng ngày là các cô nuôi cũng như là cán bộ giáo viên trực trưa đều vệ sinh, sắp đặt gọn gàng. Chủ động trong công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và đảm bảo chất lượng dinh dưỡng trong bữa ăn hàng ngày luôn là đòi hỏi của mỗi bậc phụ huynh đối với mỗi nhà trường. Từ đó giúp cho trẻ phát triển cả về thể chất và mỗi phụ huynh đều yên tâm hơn khi con em mình ở lại ăn bán trú. Tiếp theo là thông tin cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19. Ngày hôm nay, Thái Bình ghi nhận 44 ca mắc COVID-19 mới. Toàn tỉnh đang quản lý điều trị 350 ca mắc COVID-19, trong đó còn 35 F0 đang phải điều trị tại các cơ sở thu dung bệnh viện. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết còn quá sớm để tuyên bố nguy cơ đại dịch COVID-19 đã kết thúc. WHO cảnh báo về xu hướng số ca nhiễm tăng trở lại trong giai đoạn thu đông này. Dịch COVID-19 kết hợp với sự gia tăng ca nhiễm các loại virus đường hô hấp khác trong mùa đông sẽ gây thêm áp lực cho hệ thống y tế. Ngành y tế tiếp tục kêu gọi những người đủ điều kiện tiêm vaccine nhanh chóng tiêm phòng nhằm tăng cường miễn dịch trước mùa đông. Chiều nay, giải bóng đá Tân Đệ Cúp 2022 đã được khai mạc. Đây là hoạt động thường niên của công ty Tân Đệ giúp người lao động có một sân chơi lành mạnh, góp phần nâng cao thể chất, tinh thần cho hơn 19.000 người lao động. Đồng thời hướng tới chào mừng Ngày hội Văn hóa Thể thao tỉnh Thái Bình 14 tháng 10. Giải bóng đá Tân Đệ Cúp 2022 nằm trong chương trình Ngày hội Thể thao Văn hóa Tân Đệ với sự tham gia của 16 đội bóng nam và 12 đội bóng nữ. Hơn 340 vận động viên đến từ 10 nhà máy sẽ thi đấu đến ngày 29 tháng 10 năm 2022. Qua giải cho thấy sự lớn mạnh của phong trào thể dục thể thao Tân Đệ, giải bóng đá Tân Đệ Cúp đã được tổ chức nhiều năm qua, hưởng ứng tích cực của vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, hiệu quả sản xuất kinh doanh và phong trào xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Đến đây, chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình xin được tạm dừng. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình thời sự trên trang thông tin điện tử thaibinhtv.vn, trên ứng dụng TBTV Go hoặc trên trang fanpage và YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.